cô ngồi đây chờ chút nha. Để tôi gọi thầy Nam kiểm tra cái chân cho cô. Dạ. Người đâu? Dạ. Mau đi gọi thầy Nam qua đây. Dạ, thầy Nam đã khám bệnh cho bà ở nhà sau thưa cậu. Vậy thì hay quá, mau mời thầy Nam qua đây. Dạ. Cô gái này hình như gặp ở đâu rồi, nhìn có vẻ thân quen quá. Dạ thưa ông chủ mới về. Dạ ông chủ có gì sai biểu? Tía. Chèn đét mẹt ơi. Con. Dạ xin ông chủ tha tội. Không phải là tôi muốn qua mặt ông chủ, dẫn con gái lên mà không báo với ông chủ. Dạ bị hôm qua nó lên trời tối thui rồi, cho nên tôi sợ phiền ông, cho nên không có báo. Dạ ông. Hóa ra đây là con gái ông hả? Dạ. Hèn chi, tôi thấy nó có nét quen quen, nó giống ông đó. Dạ. Con gái của ông á, nó bị trật chân, cho nên là tôi đưa về đây nhờ thầy Nam coi giùm vết thương. Dạ. Vậy là ông chủ đưa con Phượng về cho thầy Nam chăm sóc vết thương chứ không phải? Ừ. Dạ. Tôi tưởng đâu ông chủ kêu tôi lên đặng phạt vì cái tội mà đem con gái lên mà không báo với ông chủ. Tôi kêu ông lên đây á là để hỏi ông chăm sóc cái đám lại của tôi chưa, chứ mấy bữa ông về quê á tôi thấy bộ tụi nó buồn lắm rồi nha. Dạ ông chủ cứ yên tâm đi, tôi chăm kỹ lắm rồi. Một lát tôi ra coi cây nào mà héo là ông liễu hồn với tôi đó nghe chưa. Dạ. Cô cứ ngồi xuống đi, không sao đâu. Ngồi xuống đi con. Thầy Nam. Dạ chào bà. Dạ. Chủ. Mau bà coi cái chân của cô gái này. Dạ. Cô đau ở đâu? Dạ ở đây. Đưa tôi xem. Ráng chịu đau nghe con. Dạ thưa ông chủ, cô ấy không bị sao hết, chỉ trật cái chân nhẹ thôi. Cũng may cho cô là gặp tôi với ba tôi đó. Dạ cảm ơn cậu chủ. Không có gì. Cô gái này là ai mà mình có vẻ quan tâm quá vậy? Cái này là ý của ba chứ không phải là ý của tôi.